Lớn thì 26 tuổi rồi, có được một đứa con trai. Còn cháu nội em được 4 tuổi. Còn thằng nhỏ thì 19 tuổi rồi mà chưa lấy vợ. À, như vậy là con em là cũng trưởng thành hết đó rồi. Lời nói đầu tiên cho anh gửi đến như thế này. Thì hôm nay là mình là đến đây là ghi hình là buổi là lần thứ hai dưới sự đồng ý là của là hai bên trai và bên gái. Đó thì nhân dịp cũng là ngày 20 tháng 10 là ngày không biết ngày tình yêu hay là ngày phụ nữ gì đó là anh cũng không nhớ là chính xác. Thì anh cũng là mua một cái bó quà để anh gửi là trước mắt là gửi là tặng em. Đó thể hiện tấm lòng là của anh đối với là người phụ nữ. Còn là cho anh cũng gửi lại là chúc các anh chị phụ nữ trên cái cộng đồng mạng và trên cái thế giới này là luôn vui khỏe trẻ mãi không già. Rồi bây giờ anh giới thiệu lại bản thân mình đi ha. Dạ, xin tự giới thiệu là bản thân thôi. Tôi tên là Nguyễn là Văn Đồng. Sinh năm 1971 là đến từ là Đức Hòa Long An. Em chào anh. Em chào anh. Anh gì không biết quên tên anh đâu mẹ. Anh Minh Hoàng. Em tự giới thiệu em tên Kiều, em cũng đến từ Châu Đốc An Giang mà hiện nay sinh sống là ở Đức Hòa Long An. Rồi. Thì theo yêu cầu của anh chị hôm nay thì chương trình sắp xếp cho anh chị gặp nhau trên cái ghế nóng này ha. Thì chương trình sẽ dành cho anh chị 20 phút để trò chuyện xem mình có tìm hiểu được cái gì đồng quan điểm với cuộc sống mình không, rồi sau đó nếu mà thấy đồng quan điểm thì chúng ta ra ngoài tự cho số và cho Zalo gì đó để trong cái thời gian mình xa cách đó mình liên lạc qua lại để mình tìm hiểu thêm. Rồi có thể là lâu lâu mình có thể anh có thể chạy đến nhà chị không chị để cho biết nhà, rồi chị cũng vậy phải chạy tới nhà của anh để cho biết cái công việc làm của anh như thế nào, nhà cửa ra sao. Đồng ý không? Rồi thì bây giờ 20 phút dành cho hai anh chị ha. Rồi xin mời anh chị đi. Thôi, thôi bây giờ để anh nói trước nha. Dạ. Bây giờ anh với em là đã có là ghi hình rồi. Dạ. Là em cũng chắc có là xem qua rồi phải không? Dạ có. Xem qua là cái bữa hình của anh á. Dạ. Rồi xem qua rồi là em thấy về cái buổi ghi hình đó là anh cũng trình bày đó là tên tuổi nơi ăn chỗ ở của anh quê quán mình vậy đó. Rồi đó, qua cái lời nói của anh như vậy đó là em thấy nó như thế nào? Thì em nói với anh đầu tiên gì là cảm ơn anh đã tặng cho em bó bông. Nhưng mà bây giờ thì em cũng nghe anh nói được ở trên ghi hình này. Hình thử thôi, em cũng tới đây rồi thì bây giờ cũng chưa có ấy gì thì để từ từ tìm hiểu nhau. Chứ giờ mà để chưa tìm hiểu nhau rồi giống mấy anh mấy chị kia cứ lên mạng lung tung hoài em cũng ngại lắm. Thì bây giờ cứ anh tìm hiểu em đi rồi em tìm hiểu anh thì cứ cảm thấy được thì tiến tới chứ không có gì. Rồi thì đây anh hỏi em là anh ghi hình trước đây hỏi em là có coi và có kiểu nhìn nhận và có nghe và nhìn nhận kiểu nhận xét một cái phần nào ở cái buổi ghi hình đó thôi hay chưa, chứ còn mà nói giờ mà mới có xem trên ghi hình đó đâu có mà hiểu hết được ở là cái con người anh như thế nào hoặc tính tình của anh là như thế nào đó. Thì giờ ngầu hôm nay rồi đó mình ra ngoài mình gặp là trao đổi thường xuyên mình nói chuyện và phải tìm hiểu thêm và mới biết là ở người anh nó như thế nào phải không,
đó, chứ còn cái giây lát ở trên chương trình mấy chục phút này cũng không có hiểu được hết đâu đó. Còn nói về mà cái ưu điểm anh đi là anh là dân là kiểu như anh đi là dân cơ quan làm việc đó, thì có sao nó vậy chứ mình cũng không cái trao chuốt giờ mình giả dấu mà nói lên đây là nói tốt nói thật lòng với nhau, chứ còn giả dấu mà nó kiểu như nói tốt cũng không được cái gì đó. Cái người thật là nó thật, còn cái người mà giả dấu mà lên đây nó tốt thì về sống nhau nó cũng là cũng như giấu đầu lòi đuôi à đó. Về cái ưu điểm của anh á thì nói chung là anh hiền, bản chất anh là hiền, anh không nóng tính, cũng không có thuốc, không uống rượu đó. Hồi thời còn thanh niên á thì cũng có một uống chút thì đáp tiệc thôi, còn rượu thuốc từ cái hồi mà thanh niên tới giờ là không có hút là cái điếu nào hết á đó. Mà nhưng cái về cái ưu điểm á thì bây giờ á, là anh á không biết gì diễn tả như thế nào đi, bởi vì là bởi vì về cái ưu điểm á, là bây giờ á, là anh á là cũng hay là có cái tính á, kiểu như là cũng như là thương người đó, thương người mà cái người cũng như mà nghèo như khổ hay bán số hai người, nói chung là ngoài về mặt xã hội thì anh thấy những cái hoàn cảnh đó là anh á, là hay thường giúp đỡ lắm, thì giúp đỡ theo cái khả năng là cái kiểu của mình có nhiều giúp đỡ nhiều đó, cũng như trên cộng đồng mạng mình giờ thấy cái hoàn cảnh gia đình của là cái người đó thì đưa lên YouTube này kia, mình thấy vậy mình đến đó mình cũng ủng hộ tài trợ người ta cũng một cái phần nào để mà góp vô, mà cũng như chung tay vô thì cũng như nhiều người mà vỗ tay nó là nó kêu nó lớn đó, chứ không phải là kiểu như là giờ mình cho mình giúp người ta là hoàn toàn hết trong cuộc sống thì là không có cái chuyện đó. Thì có sao là mình nói vậy. Còn về cái kiểu cái khuyết điểm của anh là chắc anh không uống rượu được, không thuốc được, chắc anh nghĩ đó là cái khuyết đó, nghĩ đó là cái khuyết. Thì anh nói gì em cũng biết, nói sao cũng uống rượu cũng được, không uống rượu cũng được, hay là hút thuốc cũng được, không hút thuốc cũng được, cái đó là do anh thôi. Nhưng mà có cái là em thì dân quê ở quê, nói mẹ nó dùng quê đi rồi là lo làm ăn đó. Em mày làm ăn đồ này kia nọ, em hay đi ở dưới mà qua mùa em đi lên đây, còn ở dưới tới mùa em đảo gì dưới em đi làm. Nhưng mà giờ em đang ở Đức Hòa Long An mình, là em có hai đứa con đi làm đó đó, đi làm công ty. Bị anh đó là đi làm việc, nói chung đi làm việc hay không làm việc cũng vậy đó, là về bản thân anh và gia đình anh luôn luôn lúc nào cha mẹ là kiểu như là dạy con cái này kia là cái đạo đức là hàng đầu đó, đạo đức là trên hết đó, là ra bên ngoài biết đấu nhân xử thế với ông bà cô bác đó, là nội ngoại hai bên đó, là dưới cái người đó là xung quanh về mặt đó là cái là xã hội đó. Còn nói về rượu chè cờ bạc hay này kia là không có cái chuyện đó. Bởi vì anh đi làm việc mà anh không có giao thiệp thì giao nhưng bây giờ nó giống như hầu thanh niên á, mình còn có uống được chút, giờ lớn lên rồi bây giờ cái tuổi nó cũng lớn đó. Cái sức khỏe là có hầu nó cũng suy giảm phải không đó, không phải như hầu thanh niên thì đâu có uống được, đi đám là chỉ cũng giao lưu mà, nhưng bây giờ là cũng uống nước ngọt nước suối là khi mà vô đám thôi đó. Bây giờ là nói với ai mà nhậu nhiều á, bây giờ còn trẻ là đến về già là thấy khổ đời đó, nên cũng hạn chế về kiểu là cái uống rượu. Bởi vì thì giờ nhậu không được nó cũng có là hạn hẹp trong cái giao tiếp, bị gì làm thì nhậu người ta đi chỗ này chỗ kia được, quan hệ của bạn bè nó rộng rãi được, thì mình giờ không có nhậu được thì giờ đó mình quan hệ nó cũng có là trong cái phạm vi giới hạn, cà phê cũng là bạn, ly trà cũng là bạn. Anh cho em hỏi anh ở Đức Hòa anh ở chỗ nào? Anh ở gần khu công nghiệp Đức Hòa 3 bạn đó. Em biết, em ở ngay chợ, gần chợ Đức Hòa. Gần chợ Đức Hòa. Ngay chân chỗ khu công nghiệp Hạnh Phúc, khu công nghiệp Hải Sơn, Tân Đức á.
đó là Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Hải Sơn. Mình rất là nằm gần gần chợ Đức Hòa trên này. Mà em ở ngay cổng chào Đức Hòa. Em ở ngay cổng chào Đức Hòa. Ừ. Biết rồi. Từ chỗ em cũng muốn đi ra đó đi chơi vòng vòng thì đi lên chỗ mấy cái bức tượng gì đó. Tượng Võ Văn Tần phải không? Ờ đúng rồi. Anh ở gần đó. Xa. Dạ. Anh ở xa. Thì nó xa chứ cách nhau cũng chắc cũng ở cái chục cây à. Chục cây. Chục cây. Rồi em làm nó bao lâu rồi? Em lên đây cũng mười mấy năm, gần 20 năm rồi. Mà chồng em mất rồi cũng hết 10 năm mấy, mình như 11 năm rồi. À. Rồi em ở trên này luôn tới bây giờ. Rồi như về quê thì tới mùa đồ mít đồ này kia về quê thì mình đi vô vườn mình mua bán lại. Còn không thì em làm cái nghề khác chứ không có. Rồi em được hai người con hả? Dạ em có hai người con. Lớn thì 26 tuổi rồi có được một đứa con trai. Còn cháu nội em được 4 tuổi. Còn thằng nhỏ thì 19 tuổi rồi mà chưa lấy vợ. À, như vậy là con em là cũng trưởng thành hết đó được hết rồi. Thằng là lớn cũng cưới có chỗ nào được đứa rồi, còn đứa nữa là 19 tuổi thì cũng sắp sửa cũng cưới được rồi. Dạ. Cũng có tuổi lao động rồi kiếm tiền được rồi. Đang đi làm công ty mà bây giờ công ty đang đóng cửa rồi, giờ em mới đem nó đi về quê em hôm nay chừng 10 ngày. Chừng nào công ty mà mở cửa làm lại thì mới lên làm. Rồi cái thời gian đóng cửa đó, em cũng nghỉ luôn hả? Em làm cái nghề khác, em không có làm công ty, em nghỉ làm công ty. Và em tính làm nghề gì? Em kéo cái nghề riêng, em ở nhà không mà em không đi làm. Em nói chung là em không đi làm là cũng lâu rồi. Cũng khoảng 4-5 năm nay là em không có đi làm, ở nhà. Lúc trước thì em nấu cơm cho mấy người chung ăn á, một tháng 9 triệu. Rồi cái em nghỉ làm, em không làm, em ở nhà. Em nghỉ làm rồi, ở nhà. Nghỉ đã bao lâu rồi? Em nghỉ cỡ chừng năm mấy, 2 năm nay. Năm mấy, 2 năm nay? Thì như cái kiểu là em ở dưới quê á, ví dụ mà biết lo làm ăn á, mà biết chữ nghĩa gành á, thì tính toán gành giùm em á, thì được. Chứ còn em chữ nghĩa của em thì nó rất là ít. Em tính toán là không được gành. Con số nào lớn quá là em tính không gành. Tính lâu lắm mới ra. Ừ. Nhưng mà em chỉ cần một người biết tính toán tiền bạc gành rẻ là được. Còn chứ bây giờ em hiện giờ là em làm buôn bán, em buôn bán cũng được. Mà em không buôn bán nữa. Em cũng hồi trước kia em cũng nấu cơm, mì, cháo, hủ tiếu buôn bán. Mà bây giờ em thấy một ngày nó cũng thu nhập vô cũng 400-500, 300-400 đó là bình thường. Rồi em không làm cái đó nữa, em thấy nó hơi cực. Thức 3-4 giờ sáng hơi cực. Giờ em đổi nghề, em làm là cái nghề này em làm đâu cũng 8-9 năm nay. Làm nghề riêng biệt. Rồi em lên chương trình vậy con em biết không? Biết chứ, ở con em biết. Hai đứa con em đều biết hết, rồi ở sớm cũng biết. Chị em ai cũng biết, còn cha với mẹ thì mất rồi. Mẹ mất lâu rồi, còn ba mới mất giáp năm. Con em nó có nhậu rượu không? Không, lớn nhỏ gì à, thằng lớn không, thằng nhỏ cũng không, mà có biết hút thuốc. Ít ỏi rượu lắm.
ai mời đám tiệc này kia nọ là đi lại, không có thấy nó nhậu, nó nhắm môi rồi nó đi về này kia rồi ngồi chơi lát về chứ không có nhậu. Ừ. Rồi là thằng lớn em nó còn làm không? Thằng lớn hả? Thằng lớn nó về bên vợ nó anh. Về bên vợ cũng cỡ tháng nay. Còn con nhỏ em nó còn ở đây với em hả? Ừ, nhỏ thì nó sống với em. Nhỏ nó sống với em cũng từ hồi đó giờ, lúc ba nó mất tới giờ là nó ở với em luôn. Tới bây giờ nó không có đi đâu. Rồi mười mấy tuổi là em đưa cho nó đi tập làm công ty rồi. Tới giờ rồi công ty nó không xuất hàng đi được. Mặn từng nghỉ rồi mặn thấy không ấy rồi giờ nó đóng cửa nó nói nào hàng nhiều mới làm. Cũng nói chung là cũng phải chưa gọi là đóng cửa tại vì hàng ít rồi em kêu nó thôi nghỉ, chừng nào hàng nhiều mới vô làm lại. Làm đây vậy mướn nhà ở vậy chắc cũng nhiều tiền ha? Em mướn lúc trước cái nhà ở bên đầu đường số 7 là ở nhà đám tháng 4,5 triệu. Rồi sau này em thấy rồi điện nước từng này nọ nó chạy ra 50 mấy 6 triệu, em mới giờ qua bên Bình Lợi bên đây em ở gần nhỏ cháu với bà chị á. Thì em ở bên đây lúc ấy giờ luôn. Em mới trả nhà bên kia. Trả nhà rồi giờ ở đâu? Em trả cái nhà đó, em qua bên đây là ở bên Bình Lợi em mướn. Mướn lại cái nhà lại bên đây. Mà bên đây nó rẻ hơn, tháng có 1,000 mấy à. Bình Lợi của Bình Chánh hả? Bình Chánh đó, Lê Minh Sưng đó. À, là Bình Chánh Lê Minh Sưng. Rồi em làm vậy rồi thu nhập cuộc sống ổn không? Ừ, ổn định, bình thường. Em không đi làm nói chung ra là cũng lâu ạ, thời gian cũng lâu rồi, mấy năm mà em không làm ạ. Nhưng mà ở nhà thì em làm cái nghề khác, em không có đi làm công ty nữa. Tại vì lúc trước em ở dưới quê mới lên thì hai chồng em đi làm công ty. Sau này ông mất thì em cũng đi dẫn đi làm công ty. Nhưng mà bây giờ là em thấy cái đi làm công ty lương một tháng được có mấy triệu thôi, 5-6 triệu, 6-7 triệu là bình thường. Rồi bây giờ em không đi làm nữa, rồi giờ ở nhà em làm cái nghề khác. Hôm nay anh đi hình như chứ cũng chưa có nói cho hai đứa con biết nữa. Dạ. Ừ. Tại vì hôm trước hai đứa con cũng là có nói. Kiểu như cứ nói thì nói, lúc đó cha con mà ngầu ăn uống này kia nói vậy thôi chứ còn ghi là đi hôm nay là không nói, chưa có nói nữa. Con cũng không có biết nữa. Dạ. Không nói gì à, lỡ anh đi ghi hình vậy rồi lỡ nhầm cái người nào mà người ta chịu rồi anh chịu rồi con anh nó không đồng ý rồi sao? Thì bảo về về nói lại sao? Thì thấy nó cũng kẹt. Cũng chưa có bà có nói với nó nữa. Thì giờ hôm nay thì anh với em là cứ trao đổi cái nói về đi. Rồi hả, được tiến tới thì tốt, không được cũng như là người bạn thôi. Dạ. Chứ cũng đâu phải, chứ giờ đâu phải ngầu đây cái nói là được liền đâu. Dạ. Cái gì cũng phải có là cái thời gian, kiểu như mình trò chuyện rồi trao đổi tìm hiểu nó như thế nào phải không? Dạ. Đã nói chứ hầu chưa vợ chưa chồng thì nói rất dễ. Mà khi bây giờ đã nó có vợ có chồng rồi mà kiểu như là nó cái hạnh phúc mà nó không đi đến mà cúi đầu trọn vẹn mà để mà tìm đến cái mảnh ghép ghép nấu như vậy đó là rất là khó khăn, có đủ thứ chuyện đó. Dạ. Đó.
về mặt con cái, rồi nơi ăn chỗ ở, rồi người này như thế này, người kia là như thế khác, người ý như vậy, người ý như khác, phải không? Đó, mà đi đến với nhau được đó là rất khó. Đó. Giờ mình kiểu như mình tìm cái người kiểu như cũng hơi phù hợp với nhau thôi, chứ còn nói mà hoàn hảo chắc hoàn hảo 100% không có đâu. Dạ, nếu hoàn hảo 100% đó thì đâu có ai mà lên đây ngầu đang chi. Đó. Tại vì cái số phận của mình là nó không có được là may mắn trong cái cuộc đời là của mình, số phận mình nó là tới đó là coi như nó, tôi đã kiểu như là nó chấm dứt tới đó là chấm dứt ngang vậy đó. Nên mới tìm đến là mảnh ghép để mà kiểu là hơn à, cái gì hợp. Cảm thấy thích hợp thì tiến tới, còn không thích hợp thôi chứ đừng có ép buộc quá rồi mơ mốt rồi kéo nhau lên chương trình, nó cảm thấy em mắc cỡ lắm. Đúng. Em thấy mấy chị với mấy cái anh lúc trước cũng lên chương trình rồi, cái giờ cái ông 77-70 gì đó giờ kéo nhau lên chương trình rồi cảm thấy gì mắc cỡ chết. Bởi vì giờ cảm thấy như mình nói chuyện vậy rồi được thì mình nói chuyện qua lại, không được thì mình cũng gọi là bạn bè đi. Ừ. Chứ đừng có cái gì đổi thừa qua lại cái kéo nhau lên chương trình làm phiền phức người ta rồi hai nữa mình cũng mắc cỡ. Không nên như vậy. Thì vậy. Đó. Bây giờ hoặc không được rồi nói như thế này như thế kia lên chương trình đó là không hay. Dạ. Ừ. Có gì thì cứ nói thẳng với nhau chứ đừng có úp mở mở cái lôi cuốn lên đầu này lôi cuốn lên đầu kia, cái em sợ nhất là vậy. Đã giờ đã lên chương trình gì đã, điểm thứ nhất là hơi ngại rồi. Điểm thứ hai mà có cái gì thì cứ nói nhau qua lại chứ đem lên chương trình mà cứ nói qua nói lại là em ngại lắm, em mắc cỡ ghê lắm. Ai cũng vậy hết. Thì được thì đến nhau, còn không được coi như người bạn tốt chứ cũng có gì đâu. Dạ, thì cứ chỉ có cái là kiểu như giờ đó mình chưa gì đâu mà kiểu như nó dính líu về cái tiền bạc, thấy không? Đó. Thì sẽ nó sẽ là đâm ra cái mâu thuẫn ở chỗ đó. Tiền bạc thì ai cũng ham tiền, nhưng mà cái đồng tiền nào á người ta cũng quý trọng, nhưng mà còn có nhiều cái đồng tiền mà người ta cũng không quý trọng. Nhiều khi chắc tiền từ dưới giò lên tới trên đầu người ta mà người ta cũng không quý trọng. Người ta không thích là người ta không nhận thôi. Còn nếu mà người ta đã thích mình thì giàu cho mình ở đâu đi chăng nữa người ta cũng vẫn thích mình. Ở đâu người yêu cầu có cái tình thương rồi, người ta thương mình rồi thì ở đâu người ta cũng vẫn ở với mình được. Còn người ta không thích mình rồi thì mình đem tiền chắc cỡ nào đi chăng nữa người ta cũng không thích. Nói chung là vậy. Chứ còn quen nhau mà để đòi hỏi tiền bạc qua lợi thì cái đó thì nói với người ta thì khác, em khác thì không ai giống ý ai được. Riêng biệt gì người ta thì nó khác. Còn em là tự em làm cái em xài cho nó mạnh dạn hơn, nói chuyện cho nó mạnh hơn tí. Chứ đừng có đợi mà quen người ta rồi mà xè tay xin tiền hay là đòi hỏi người ta những chuyện gì khác thì không có. Đối với em là chuyện đó không có được từ hồi xưa tới bây giờ. Thì đúng rồi, cái đồng tiền của mình xài phải không? Mình làm ra mình xài á, thì nó tự do hơn. Còn kiểu như mình cũng đừng cái kiểu như chờ đợi cái đồng tiền của người ta ha, hoặc mình lừa của đồng tiền của người ta, lừa tài sản của người ta, mình lấy mình ăn. Cũng đâu có mấy cái đó đâu có tồn tại. Thì cái gì nó cũng có là cái nhân quả của nó. Thì đó, cái gì cũng vậy, cảm thấy mà người ta thương mình là tự người ta cho mình cái gì đó, hay là người ta làm gì cho mình đó, chứ còn mà đỡ đòi hỏi hay là mồ hôi nước mắt của người khác thì cái đó là cái bộ ăn không ngon. Nói chung là ăn không ngon, ăn không vô. Đối với riêng em nghe, còn người khác thì em không biết được. Riêng biệt anh em là vậy. Em mặn ra cảm thấy em ăn ngon, dầu cho nước mắm hay là cá mắm gì em không còn biết, nhưng mà em cảm thấy em ăn là nó được, đã ngon. Còn cái người khác mà cái đồng tiền người khác mà cảm thấy mà mình lường gạt, mình đem về nhà mà mình ăn á, là cảm giác ăn không vô, chứ nó không có kết quả gì tốt đẹp hết. Không tồn tại, nói chung là ăn không ngon không vô mà không tồn tại, nói chung là như vậy. Rồi anh còn muốn nói gì nữa không em? Nói với anh Vàng thôi. Còn con em và thằng lớn có nhà riêng rồi chưa?
ăn nó ở bên vợ, nó sống bên vợ. Sống bên vợ. Dạ. Thế bên vợ, tại vì bên vợ cũng người ta nhạn gái không à. Rồi giờ như kiểu bây giờ nó có ên nó nhỏ này nó cũng còn nhỏ tuổi lắm rồi. Thành thử giờ bên bển người ta cũng cắt nhà cửa xong rồi giờ người ta kêu vợ chồng nó về bển ở. Thì lúc ấy giờ ở dưới cho thằng nhỏ đang đi học á. Bây giờ nó đang ở dưới. Thỉnh thoảng nó hồi lúc trước nó cũng ở dưới không à, nó ít có lên đây lắm. Sau này ở dưới không có mặn rồi em mới kêu lên đây đi làm. Vậy giờ tới mùa học rồi, giờ nó về dưới cho con đi học. Em như vậy mà sao anh coi ghi hình đó là em nói em nóng hả? Đúng rồi, nóng tính thì cũng có nóng tính chứ, hiền là cũng có hiền chứ, mà nói chung là cái chuyện mình làm ăn mà mình bức xúc quá thì mình cũng phải nói lại chứ. Hiền là hiền chứ nóng tính là nóng tính, tùy theo lúc. Giống như người ta nói thì mình cũng lắng nghe cái câu nói đó như thế nào, mình phát huy như thế nào chứ sao mà phát huy cái nóng. Nhiều khi mình nói lại không được, không có được cái nói gì đâu, nói lại không được thì mình cũng phải nói lại chứ. Nhiều khi mình cũng dùng những lời nhỏ nhẹ nói lại nhưng mà người ta cố chấp, người ta không thích, người ta cứ bướng bỉnh thì mình phải làm lại chứ, mình không thể nào mà mình nhịn hoài hoài được. Những người mà trụng dế mà anh nghĩ đi, anh đi đường anh đạp nó cũng phải ngoe ngoe thôi, không hồn gì. Em là con người ai cũng vậy thôi, thì cũng có nóng tánh chứ không phải em nói là em rất là nóng tánh luôn, nhưng mà em cũng hiền là cũng có hiền, nhưng mà em cũng giúp đỡ y gan như anh vậy đó. Cũng gặp người khác thì hai chén cơm, nhiều khi mình đang ăn gì đó đang no bụng mà người khác đang đói em cũng vẫn đưa cho người ta chén cơm, em cũng còn một chén em ăn cũng được. Người ta sẽ nhớ cái lúc mà người ta đang đói là người ta đã sẽ gặp mình, nó vậy thôi. Em cũng làm từ thiện cũng không thua xúc gì anh đâu á. Anh có những chương trình mà trên YouTube này kia quay mà thấy cái chỗ này mà có hoàn cảnh khổ này kia đúng không, và anh biết địa chỉ thì anh đến tận đó là anh giúp đỡ, còn không nếu biết địa chỉ có tài khoản mình chuyển. Rồi những người mà đi bán giấy số đi xin ăn này kia, anh thấy đi dọc đường là bây giờ mình có ít mà mình giúp được ít, có nhiều giúp được nhiều. Bây giờ mình giúp người ta như là hộp cơm bổn mì phải không, bữa ăn sáng này kia cũng là mình giúp người ta trong cái cuộc sống của người ta. Em thì không có đi đường giống anh vậy, em cũng không có phát phiếu, nhưng mà em thí, em không có cho tiền thiệt, nhưng mà em thí gạo ở nhà em á, thì em không có cho phiếu ai hết trơn. Vị tỷ em nói ngày ngày đó 10 giờ vậy đó, 9 giờ 10 giờ em cho hết vị tỷ mấy trăm ký đó là thôi. Còn có người lợi mà nửa chừng hết thì em cũng cho 100-200 ngàn vậy đó, là chứ không có như người ta mà cho từ sáng tới chiều thì không có. Thì như cái số nào cảm thấy mình có nhiều mình cho nhiều, à em không có kêu gọi ai hết, có nhiều à cảm thấy có nhiều cho nhiều, không có mà thì tùy khả năng của mình thì mình có nhiều cho nhiều cũng được, có nhiều cho nhiều, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Chứ không có cho như người ta mà từ sáng tới chiều là không có, thì cái đó mình cũng có tâm có lòng rồi. Rồi em làm đây bao lâu mới về quê? Em đang đi, em làm ở đây thường thường là em ở đây, nhưng mà chừng nào thì vô mùa ở dưới, mùa mít ở dưới em mới về dưới, em mua mít ở dưới, em đi vô vườn mua rồi sang lại cho xe tải nó đi. Rồi 20 phút mà bây giờ nó đã lố 10 phút, 30 phút vậy cho anh chị nói chuyện trao đổi với nhau, tìm hiểu, tuy cái thời gian nó không có dài mà nó cũng không ngắn, 30 phút rất là nhanh. Hôm nay anh Đồng đến với chương trình với một bó hoa hồng tuyệt vời, nhân ngày 20 tháng 10 ngày quốc tế phụ nữ, tặng cho chị Kiều. Chị Kiều đang ôm một bó hồng rất là tuyệt vời của anh Đồng dành cho người phụ nữ đang lưu già chuẩn bị yêu. Và bây giờ
Anh chị nãy giờ tìm hiểu mình có cái tiếng nói gì thấy nó đồng quan điểm không? Thì giờ ra đây là giờ đó là hai người ngồi trên ghế nóng thì cũng có là trao đổi trò chuyện qua thì cũng không khác gì nghe cái buổi là ghi hình không. Thì giờ bước đầu nó thấy vậy chứ giờ là cũng phút đó cũng không có mà kiểu như một trẻ mà nói gì mà nói gì đâu. Khi có kết quả tốt thì báo cho chương trình biết, chương trình sẽ chúc mừng thầy. Thì anh chị giờ thấy sao, có đồng ý giờ cho số nhau không? Cho số để mình về liên lạc, trao đổi với nhau trong cái thời gian xa cách đó. Thì giờ cho số thì cho, cũng đâu có gì đâu, nếu mà được tiến tới xa hơn nữa thì chung một nhà, còn không được thì cũng như một cái người bạn, thêm một người bạn vậy thôi chứ không. Không có gì. Dạ đâu có gì. Đâu có gì đâu. Dạ. Rồi bây giờ thời gian nó cũng hơi dài, nãy giờ cái video nó cũng hơn 30 phút rồi. Bây giờ là buổi đầu làm quen, hai anh chị mình bắt tay một cái thân mật giống như bình thường. Ở trên thế giới chuyện bắt tay là bình thường, có gì đâu. Không có gì cả. Xin mời. Rồi. Thấy sao? Hả? Thì nói chung là cái người đàn ông hay đàn bà giống vậy phải không, mà kiểu như là nó xa vắng với nhau phải không, thì hôm nay mà gặp lại ngầu như thế này là cũng một là cái niềm vui của là đâu bên đó, là bắt tay nó cũng có một cái cảm giác đó, thì là cảm giác là của cái người nam và của người nữ, nó cũng là truyền kiểu như truyền nhiệt nhau đi vậy đi. Ta cười gì đó, ta cười thấy sao vậy? Ta cười thì cứ nắm bình thường đi. Giờ tôi phát biểu coi. Đó. Em biết nói gì vậy? Biết nói gì đây hả? Dạ. Thì mạnh quá đúng không? Rồi. Thôi bây giờ vậy, để tôi cũng coi nhiều cho là tập đó, mà tôi thấy anh cũng là khoái là nghe hát phải không? Thì giờ tôi cũng không hát không hay, nhưng để góp vô trong cái chương trình cho nó ngắn chút thứ như thôi đó, cũng nhân ngày phụ nữ tặng kiểu như cho mọi người nghe đó. Em thì cái giọng đó, nó bị gì nó cũng khàn khàn, lý do là tôi bị bẩm sinh ngay chỗ này nên nói cái giọng không được là trong trẻo như anh đó, nên nói là những clip coi lại thì những người coi thì chắc cũng không được im ái trong lòng không, không, đó. Cái chuyện đó là cái chuyện của mọi người, mình có cái ý và mình có một cái tấm lòng chân thành là nó đáng quý rồi, chứ không phải là hình thể hay là giọng nói gì nó nói lên tất cả, chủ yếu là cái tâm đạo của mình là tốt. Rồi xin mời anh Đồng với cái bài hát tặng yêu và tặng cho những người mẹ, những người phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10. Xin mời. Giờ tôi xin hát cái bài Bến Hẹn. Bến Hẹn rất hay. Bến Hẹn. Anh vẫn chờ em chiều chiều nơi bến hàng, mà cỡ sao không thấy bóng em về, lỗi hẹn cầu thề hay ai đã quên này, để hôm nay mây buồn trôi theo gió, thương những câu hò mang mát trên dòng sông, thương những con đò lơ lửng giữa dòng sông, họ sao khuya nhớ ai mà sao nhấp nháy, sông kia nhớ ai mà khi đục khi trong, còn nước tìm ai mà cứ mãi xuôi dòng, con cá dưới sông còn có bầu có bạn, sao anh thương em mà em cứ mãi sao khuya nhớ ai mà sao nhấp nháy,
sông kia nhớ ai mà khi đục khi trong, còn nước thì ai mà cứ mãi xuôi dòng, con cá dưới sông còn có bầu có bạn, sao anh thương em mà em cứ hững hờ hết. Anh thương em mà sao em cứ hững hờ hoài, ngó đi đâu ngó ai thử. Rồi sao có muốn hát đáp lại không? Dạ không. Thôi hả? Dạ. Nói đi không phải đọc thơ. À, giờ em không biết. Hả? Em không biết. Cậu máy xe qua nói anh tiếng gì đó đi. Nói em biết nói gì vậy? Hoa hồng nè. Miền Tây có cái truyền thống ca tài tử đó mà em không có ca được cái bản nào đó hả? Dạ không, tại vì em không có đi ca đi hát gì trơn á, còn mấy anh tại gia đình hồi xưa gia đình khổ lắm, thành thử lo đi làm ăn không à. Rồi lớn lên thì ba mẹ gả chồng rồi cái biết trong gia đình không có được đi đâu. Rồi giờ chồng mất rồi cũng không có được đi ấy, lo cho hai đứa con, rồi thành thử tới giờ thì cứ vợ được một đứa rồi còn đứa chưa đó, thành thử tới giờ lo trong gia đình không à, không có đi này đi kia, thành thử em không biết hát. Cái chuyện đó thì vậy, thì bữa nay là nhân ngày sắp tới, là ngày mai là ngày 20 tháng 10, anh tặng chị một đó hồng tươi không thì ấy mình phải có cái gì đó cảm ơn anh rồi đã dành tặng. Đó, nói đi, nói để cho tao mát lòng đi, từ xa tao nặng lỗi tới đây mua bó hồng. Thôi em cũng không biết nói gì nữa, thôi giờ hôm nay thôi em cảm ơn anh đã tặng cho em bó bông như thế này, em cảm ơn anh Hồng. Phải tin đồng không anh? Đồng. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Nhớ nha, chứ để mốt về kêu lộn anh khác là chết luôn á. Tại em đâu quen hai đâu mà cứ kêu lộn tên khác. Ai biết đâu, như kêu tên Đồng, kêu tên Hồng hay gì tên Đồng. Dạ không. Nửa đêm nữa hơn kêu lộn chết luôn à. Tên Thi Kiều nghe cũng đẹp ha. Cái tên đó nó đẹp như vậy đó mà con đẹp, người nó đẹp. Khổ Thi Kiều à, nói chung là Thi Kiều mà gặp Kim Trọng thì nó hơi khổ rồi, bị gì cũng Nguyễn Du mà. Nhưng mà giờ gặp Kim Trọng mới ngon. Đúng không? Rồi bây giờ anh chị xây mặt hướng về màn hình ha. Rồi mình cho hầu quý vị khán giả cái rồi mình kết thúc video tại đây. Rồi xin mời. Dạ em xin chào chương trình và xin chào là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, là một ngày mới sức khỏe tràn đầy trong cuộc sống. Thì cô chú anh chị mà có xem cái buổi ghi hình hôm nay thì em thì nói chuyện thì nó cũng không có được là lưu lót, nói chuyện cũng có khi là bị gì tại cũng hấp áp úng, nghe nó không được mùi tai cũng học đưa cũng không được đi vào cái lòng người, mà có gì sơ sức là anh chị cô bác thì cũng thông cảm là bỏ qua. Nói thật lòng cô bác anh chị là cũng là thương là cho em, tại vì là tụi em ra đây là cái cũng như cuộc đời nó cũng như là không được may mắn giữa đường nó gãy gánh, mà mới lên đây để nhờ chương trình mà ghép nói mới là ngầu ở trên đây đó, chứ mà hoàn hảo mà không bị gãy gánh thì đâu có lên đây mà để làm chi. Cũng mong là cô chú anh chị là ủng hộ và kiểu như giúp đỡ. Xin hết. Thì em không biết nói gì nữa, thì anh Đồng anh nói hết rồi thôi. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Minh Hoàng và chương trình. Xây bó hoa cho quý vị khán giả thấy bó hoa đẹp, thấy mức độ nào coi cho. Rồi, mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để đến với mảnh ghép yêu thương nhân một ngày rất là việc đặc biệt, sắp tới ngày 20 tháng 10 là ngày quốc tế phụ nữ. Thì mảnh ghép yêu thương cũng có lời chúc cho các mẹ, các chị, các cô có một ngày 20 tháng 10 thực sự nhiều sức khỏe và hạnh phúc tràn đầy. Còn bây giờ trước khi kết thúc chương trình, mảnh ghép yêu thương cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào chương trình.